Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em Quân. Hôm nay thì cháu Lực là không có đi trên đường từ trên nhà em Quân xuống nữa, mà cháu Lực để xe ở dưới đằng sau cháu Lực này, xong là cháu Lực đi bộ lên trên này. Vừa rồi thì cháu Lực nghe là khi mà hồi chiều cháu Lực điện cho em Quân, em Quân bảo là hôm nay là em ấy đi làm ruộng ấy, cho nên là cháu Lực đi từ trên này xuống xem là em Quân là đi làm ruộng như thế nào. Có thể là hồi chiều em Quân là đi làm ruộng, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em Quân thế đi lấy cỏ hay là đi làm gì đấy rồi cô bác. Những con đường đi vào nhà em Quân thì có khá là nhiều con đường đi vào cô bác ạ, nhưng mà toàn là đi bộ đi vào thôi, chứ không có đi được xe máy đi vào cả. Bên này thì cháu Lực nhìn thấy là có một đồi này thì không biết là có phải rừng cây. Ồ, Quân không đi làm ruộng nữa à? Không ạ. Đang làm gì đấy? Em đang lấy cỏ. Lấy cỏ ở đây thì có cỏ gì? Anh thấy toàn ruộng thôi. Cái đấy thì bò có ăn không? Có. Có à? Đi đường nào vào ấy? Vào từ đấy vào. Đây á? Ôi, cỏ ở đây á. Ôi, cái này liệu cho ăn bò ăn không đấy? Có. Cái này thì cái cỏ, cái ruộng này của bác này còn rất là non, cho nên là chắc là bò cũng thích ăn chứ không. Đến thời điểm vào cái mùa này thì vừa trải qua là đến mùa đông ấy, thì thật sự ra thì những cái cây cỏ nó còn chưa có được mọc nhiều cho lắm. Thế Quân ra đây lâu chưa? Quân ra lâu rồi. Ra lâu rồi á? Thế là đi làm ruộng xong lại qua đây là lấy củi luôn à? Thế làm ruộng thì hôm nay là làm những cái gì ở ruộng? Hôm nay là chỉ đi cày thôi. Đi cày thôi à? Cày đấy là mình để phơi, mình để trồng ngô hay là như nào? Thế trồng mạ. Trồng mạ? Để gieo mạ đúng không? Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà các chú anh chị ạ. Thế là cứ đi men theo cái chỗ này để lấy thôi à? Có con đường nào vào đâu? Không được. Cái này thì chắc là cũng lấy ít ít thôi nhờ. Này á. Lấy để trộn với rơm mà. Nếu hôm nay là cỏ không mọc là mình lấy cái này đi cho ăn. Ui, cái này thì gọi là toàn mày đi toàn đi theo cái cây ruộng này để mò theo cái khe này để lấy thôi. Chứ có đường vào đâu. Đi theo cái khe này cũng rất là nguy hiểm các bác ạ. Thứ nhất thì nó sẽ gồm là rắn rết này, và thứ hai thì là gồm có tổ ong, nó là tổ ong đất ấy, thì nó sẽ ở dưới đất này. Quân đi lấy như này thì nó bao giờ gặp là những cái tổ ong nào ở dưới cái phần cây này chưa? Em thấy rồi. Thấy à? Nếu mà như Quân mà đi lấy tổ ong mật ấy thì thường là nó sẽ nằm ở trên cây cao trên kia. Cái chỗ này thì Quân hay ra lấy cỏ à? Ở đây có tổ ong nào không? Ở đây là không có đâu, ở đây là cũng có nhiều người về tìm. Có nhiều người về tìm rồi. Đúng. Ôi trời, hôm nay thì có vẻ như rất là tối đấy, không khéo là tối nay là sẽ mưa to đấy. Bây giờ là em cũng chỉ làm đến mưa, xong là mấy cây được ruộng ở gần nhà. Đất bây giờ cũng nên không cày được. Nhưng mà đấy là mình, nếu mà lấy sức trâu sức bò thì có cày được, nhưng mà máy thì nó cứng đâu thì mình cũng cày được chứ? Không ạ, máy không được đâu, máy nó chỉ được một lớp bế thôi. Thế là nó không sâu đúng không? Đó. Quay lần sau đi vào những cái khu này lấy cỏ ấy, thì là mình nên mặc quần dài, áo dài tay vào, đội mũ vào. Đó. Đấy. Các bác gửi quần áo cho thì cũng có phải là ít đâu, có khá là nhiều chứ, đúng không? Đó. Khi mà các em không mặc quần áo thì các bác cũng buồn, các bác cũng không có muốn gửi quần áo mới cho các em nữa. Đó. Ui, chỗ này thì có vẻ như rất là sâu rồi các bác này, đến tận đồi luôn đấy.
Lúc đấy là em vừa đi cày nên là nóng quá, không mặc áo dài gì. Thì mặc áo này không? À. Thấy đây có nhiều xong em mới lấy luôn đúng không? Lấy luôn thôi ạ. Là thấy là mình tiện là mình lấy luôn chứ không phải là mục đích của mình ra là lấy cỏ à? Vâng. Thế vừa rồi thì anh hồi chiều anh điện cho em ấy thì bảo là em đang làm ruộng ở trên này, thì anh cứ nghĩ là em đang ở ruộng rồi. Lúc đấy em làm xong nhà thì ông đi lấy quỳ, không có ai lấy cỏ thì em lấy. Bà thì ở nhà lấy dâu lợn. Cái con lợn hôm nọ thì mua về thì sức khỏe nó như thế nào, tình hình nó như nào? Tình hình nó vẫn khỏe, chỉ là mấy hôm đầu chắc là ra bên kia họ cho cám ăn, thì ra chỗ này, ra chỗ em thì không có cám thì không ăn mấy, xong bây giờ lại ăn khỏe rồi. Bây giờ lại ăn khỏe đúng không? À. Nhà mình thì không có nuôi cám, chỉ là cho ăn những cái cây lúa này, cây lá dông thôi. Thành ra là chắc là nó không hợp khẩu vị, đến thời điểm hiện tại thì chắc là nó cũng ok hơn rồi. Anh thấy cái này là người ta cũng là mang điện đem đi bán hay sao đúng không? Cái này là phải lấy vỏ ra. Lấy mới ruột. Lấy mới ruột của nó đúng không? Được. Nhưng mà cái này có hai loại thì người ta mua cả hai loại à? Được. Đây là họ lấy loại to này. Loại to á? Thế còn loại nhỏ thì như thế nào? Loại nhỏ à? Em chưa thấy họ mua đâu. Chưa thấy họ mua à? Được. Nhưng mà theo anh thì anh biết là cái loại nhỏ sẽ đắt tiền hơn. Cái loại to thì nó là rẻ hơn. Em đã từng bao giờ đi lấy cái cây to này chưa? Rồi ạ. Rồi à? Trước khi bán thì một cân này được thôi rơi vào tầm bao nhiêu tiền? Một cân là 7-8 nghìn thôi. 7-8 nghìn thôi. Cái loại này em chưa biết là họ lấy loại đấy. Nhưng mà loại cân khô hay là tươi? Lấy tươi ạ. Lấy tươi. Ồ, đi như thế này thì liệu tí cỏ mình để đâu thì mình có biết không? Có. Thì lại không nhớ, lại quên đấy. Những cái cuộc những cái cảnh mà cuộc sống đời thường của em Quân khi mà em ấy ở nhà là không có đi đâu làm gì thì đều là lao mình đi theo lao đi để mà đi lấy được củi, lấy được cỏ về để cho trâu, cho bò. Chỗ này là rừng của nhà em không? Không phải đâu. Không phải à? Nhưng mà người ta rừng của nhà người ta thì người ta cho lấy không? Lấy loại rau này là được thôi. Lấy cái loại này là được đúng không? Còn nếu mà mọc cỏ thì họ không cho lấy đâu. Nếu hôm nay là không có cỏ thì cho ăn mấy loại cái này. Con bò cũng gầy hơn. Nó là nó không được béo hơn đúng không? Cái thời điểm hiện tại thì đang nó vào mùa khô ấy, cho nên là cỏ nó không có cỏ tơi ấy, để mà mình ăn ấy. Thành ra là bò thì nó cũng sẽ nó sẽ không béo được như cái mùa mà có cỏ nhiều. Thì hầu như là những cây này mà gọi là cao hơn cả cái đầu của Quân rồi đấy. Thấy nhô nhô đi một chút thôi.
Thế là bây giờ đến lúc mà mình về thì mình lại đi theo đường cũ của mình để lấy cỏ về đúng không? Thế này thì cỏ đấy đâu không phải là thuộc dạng cỏ, thì anh em mình gọi nó là cỏ luôn chứ. Ui ôi, cái cây này đâm rất là đau ấy. Cái vỏ ruột này. Thế bây giờ đi về là mình đi thẳng luôn à? Ở bên kia không còn à? Đây là gọi là mình tranh thủ vào đây để mà lấy luôn thôi đúng không? Dạ. Lấy ra dùng cái giấy để làm dây luôn à? Dạ. Thế là vừa rồi cũng không cầm theo dây à? Ừ. Hầu như là Quân đi lấy để chui vào trong rừng sâu để mà lấy luôn. Ở chỗ này thì như là không có những ngôi nhà nào ở đây sao đúng không? Có bên kia đấy. Ở bên kia có một nhà à? Ừ. Hả? Cái này thì phải lấy cực kỳ mà non thì nó mới ăn đấy chứ nhỉ? Vâng ạ. Ăn quả không? Anh có quả đây này. Thế thì lấy cái liềm ra đây gọt luôn nhá. Anh cũng định là mua một cái quả bưởi ra cùng em Quân để mà đi vào ruộng để ăn đấy cô bác. Nhưng mà bây giờ thì Quân không có ở ruộng nữa rồi. Thôi thì mấy anh em mà sẽ gọt ở đây luôn. Đây, ngồi ra góc nào nhỉ? Ngồi ra chỗ nào nhỉ? Hả? Quân lấy cái kia để mà gọt luôn nhá. Vâng. Vừa rồi thì cứ tưởng là em đang ở trong ruộng ấy, cho nên là anh mua để lên ruộng. Vâng. Thế vừa rồi ra ruộng thì lấy cái gì để làm ruộng? Ra đi cuốc bờ với lại ra xem nước này. Thế cuốc thì bây giờ để đâu, lấy về nhà chưa? Cuốc chưa. Vẫn chưa à? Kia, vâng. Lúc đấy bà về trên kia lấy cho lượn chắc bà vác đi rồi. Ăn bưởi không? Hả? Hai đứa đi ăn bưởi không? Hương à? Ăn bưởi không? Ra đây. Ở bên kia có hai bạn gái gọi bảo ăn bưởi không thì không có trả lời. Ngọt không? Ngọt lắm anh ạ. Ngọt à?
bưởi trên mình thì họ hầu như là không có nhà nào trồng đâu đấy. Ừ. Người ta toàn lấy ở dưới xuôi về là nhiều thôi bưởi ấy. Bưởi khá là ngọt. Ăn bưởi xong rồi về sau nhỉ. Đi bộ từ đây lên trên nhà thì độ tầm 3 phút rồi. Có. Hơn 3 phút. Vâng. Thế bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ di chuyển là đi về đã có bác ạ. Đoạn này thì Quân bảo là đi mất gần 3 phút. Cái Quân thì chạy khá là nhanh nhẹn cô bác ạ. Chạy tới về tới nhà luôn là cháu được nhìn thấy là em mới lại cầm thêm con dao để ra đây chăm chút phát từ đây hết à Quân. Đi xem cây của Quân trong cái khoảng thời gian vừa rồi xem là trồng lên như thế nào là cô bác ạ. Ôi cây này thì có vẻ như là Quân trên này Quân cắt đi đúng không? Có vẻ như có rất là nhiều à Hiếu. Có đấy. Đây, Hiếu thì đang ở dưới nhà là chơi với lại con bò này các bác này. Cứ đuổi theo con bò thôi. Ôi cây lê này liệu có nên cơm cháo gì không đấy? À cây lê này thì vẫn sống đấy Quân nhỉ? Là không nhanh bằng mận đó. Mận thì là nó nhanh lớn hơn nhỉ. Ôi cái này thì nếu này, ở đây nếu mà có cái máy phát cỏ thì phát là nhanh hơn đấy nhỉ. Ôi gà Quân hôm nọ là anh nhìn thấy nhiều là bây giờ còn mấy con đấy. Thế hôm nay là không có trộm bắt đi mấy con rồi. Bắt đi mấy con rồi. Trộm gà à? Bà Hiếu thì cũng to ra đây này cô bác này, bà Hiếu á. Cái chỗ kia thì Quân đào chỗ kia thì hình như là hơi dốc ấy nhở. Thế là trộm nhưng mà có biết là ai trộm không? Không. Không biết à? Trộm mất đi mấy con rồi? 2-3 con. Cái lá này cũng ăn được này Quân này, cây này. Đó. Nhưng mà nó hơi đắng một chút. Đó. Hái một chút này về để mà đi xào để ăn cũng rất là ngon cô bác ạ. Này để mà làm mẻ chấm thì cũng chấm được ấy. Ôi nhưng mà chỗ này sao có nhiều cây như thế nhỉ? Này. Ông thì chắc là cũng đi đâu lấy cỏ rồi đấy nhỉ? Ta cũng chưa thấy về. Em vừa đến nhà là ông cũng vừa đến nhà. Ông cũng về đến nhà rồi à? Thế là ông đang ở nhà rồi à? Hôm nay thì ông đi tận đâu để lấy cỏ? Chắc là cũng là đi quanh trong này tìm cho. Cái chỗ đội chỗ mà có cây chẩu ấy có phải đất của nhà Quân không? Không ạ, đây là đất của nhà bác thôi. Đất của nhà bác thôi à? Ở đây như là có con gì về ăn hay sao ấy Quân đây này. Ây. Thì chắc là con gà. Con gà nhà bác trên kia xuống. Con gà á? Thế là Quân là bây giờ còn là bao nhiêu con gà? 5-6 con. 5-6 con rồi à? 2 con gái, 3 con gái. Thế là trước là bị trộm à? Được. Ô cái này cũng cắt được cỏ này, cái này bò ngoan đâu. Có. Nhưng mà cái này là để cho nó lớn cho nó chắc đất đi, sợ là đất cái này là cái chỗ đất này có phải đất của nhà chú ở bên này không? Chỗ này là không, là bên kia. Từ đoạn chú hôm trước có cây kia. À. Là phải có nhà chú kia đúng không?
thì lấy đi làm một thứ. Cái gì ấy? Dâu này á? À? Thế thì cứ nhặt đi. À. Anh vừa nhặt được một chút rồi, anh tưởng là không lấy, anh lại bỏ đi. Cái dây này, cái rau này để mang đi xào. Xào thì nó sẽ đỡ đắng hơn. Người ta bảo là thuốc đắng thì giá tật ấy, mình ăn được là những cái cây đắng đắng ấy, thì nó sẽ gọi là chống được ung thư ấy. Cái cây này là nó chống được ung thư ấy, cô bác ạ, cây này ấy. Đây có hái không? Có. Ừ. Ôi, ở dưới đây có nhiều nhờ. Đấy, chỗ của nhà của em Quân ở cô bác này. Ở đây thì cũng có, bên kia thì cũng có một số ngôi nhà. Đấy, một hai căn ngôi nhà đấy, nhưng mà cũng cảm thấy là rất là yên tĩnh ở chỗ này ấy. Thế thì ở nhà thì bà bây giờ đang nấu cơm rồi à? Ôi, con Ngan hồi hôm qua mua về thì còn ở không đấy? Có. Không có à? Có. Nó mất đi thì... Mất đi thì à, nó tiếc ấy. Ngan đấy thì cũng là Ngan để mà... Ngan đấy thì không phải là Ngan nuôi cho nên là nó rất là khó nuôi. Có. Ở đây thì cái... Phần đấy thì bác cũng dặn với anh là để mua thức ăn cho các em thôi. Lúc nào mà ở nhà mà không có thức ăn ấy thì là bảo ông đưa thêm nhá. Hôm qua thì anh đưa cho ông 200 ngàn đấy. Con Ngan đấy cũng là vài ngày đầu tiên là nó không ăn thôi. Nó tầm 5-6 ngày đi là không biết ăn. 5-6 ngày thì nó bắt đầu ăn của nhà mình đúng không? Vâng, nhưng mà chỉ sợ nó không sống được 5-6 ngày. Đúng rồi, nó không trụ được thôi. Cái này thì để một tí nó xào luôn đấy nhở? Vâng. Tối nay thì ăn cơm cái gì tối nay á? Còn thịt lợn không? Có. Còn à? Vâng. Lợn do ngày lấy đi xào thịt lợn, cũng ngon. À. À, cũng đã từng ăn rồi đúng không? Ừ, em cũng được ăn nhiều rồi. Đấy, đây này, anh hái một ít này này. Ừ. Như nếu mà sau này Quân ấy, các bác mà ủng hộ đủ tiền làm nhà ấy, thì Quân là muốn là ở, Quân muốn là bỏ cái ngôi nhà cũ này đi hay là lên trên mà chỗ mà gần đường kia ở hơn? Thì trước là em cũng hỏi là ông bà nhé, nếu mà được các bác giúp thì gửi ngôi nhà này cho. Với lại bây giờ ông bà cũng già rồi, tối nếu mà em không ở nhà ai nhờ đi đâu thì ông bà không lên được. Ông bà vẫn cho làm trên kia. Lúc là bố của em chưa mất là cũng đào trên kia rồi, cũng định lấy ngôi nhà này lên làm trên kia, nhưng mà ông bà cũng bảo là nhưng bây giờ bố không ở thì ông bà không lên được. Với lại ông bà chỉ ở đây lấy phụ được, tối là lấy được cỏ cho bò. Nếu mà em không ở thì lấy cỏ cho bò. Còn nếu mà tối nào em ở thì ông đi lấy củi, bà thì đi lấy lợn. Ông bà nói thế không à. Nhưng mà bây giờ ở đây thì anh thấy là bố của em trước là nếu mà ấy là nuôi ông bà đúng không? Thế nhưng mà bây giờ bố mất rồi thì ông bà có ra đi theo với lại bác không? Hôm trước là ông bảo là nếu mà không thương ông cũng đi cùng bác lâu rồi. Nếu mà không thương là đi cùng bác đúng không? Nhưng mà ông ấy bảo là thương hai anh em cho nên là ở lại với lại hai anh em đúng không? Nào Hiếu, khoanh tay vào. Con kính chào quý ông bà. Kính chào con bà. Con
cô. Kính chào. Kính chào. Các ông các bà. Các ông các bà. Rồi, dép đâu sao không đi dép? Hả? Dép đâu? Đi dép vào. Đấy, vừa rồi thì ngồi tâm sự với em Quân một chút đấy các bác. Trong thời gian vừa qua thì cũng được rất là nhiều các bác ủng hộ tới cho em Quân với lại bé Hiếu. Cái khoản số tiền mà hiện tại cháu được cầm quý thì cũng đã rơi vào đầm gần là 80 triệu rồi. Gần 8-90 triệu đồng rồi. Đấy, và trong đó thì cũng được là chị Trần Đỗ Giang My có nói rằng là khi nào mà làm nhà ấy thì sẽ giúp cho em Quân thêm là 20 triệu nữa. Ai từ trên nếu mà bây giờ mà vận chuyển vật liệu của bác này thì số này thì sẽ lại phải vận chuyển bằng bằng sức người thôi. Số này thì mặc dù là Quân vừa mới đào với chỗ đường mới kia nhưng mà xe máy không thể vào được cô bác ạ. Nó rất là dốc. Có thể là lúc cháu Lực ghi hình lên thì nó còn còn sáng một chút. Hiếu thì sau đi phải đi dép vào chứ. Trời thì cũng khá là tối rồi, chắc là anh em mình cũng đi về nhà thôi nhỉ. Bé Hiếu thì thấy cháu Lực lên trên này là chạy lên luôn. Chỗ này thì để làm cái củi mà đốt nó cho lợn nhỉ, nó cám lợn nhỉ. Thấy còn đâu thì ngày mai là phát sau. Chỗ này thì hôm nọ em đào ránh làm gì ấy. Ui, chỗ này có vẻ như là em là nước bên kia tràn bên kia xong em làm cho nó vào đây. Cho nó ra cây bên này đúng không? Ui ôi, cây này có vẻ như là sum xê quá rồi. Ui, liệu cây này còn sống không này? Chắc sống. Thế nó còn sống không này? Có. Có à? À đây có. Ui, cây này thì có vẻ như sum xê quá này. Hôm nọ em vừa tỉa đúng không? Hôm trước là em tỉa. Chỗ này nhiều. Cây lê chắc là được ăn sâu cây mận. Đúng rồi, cây lê nó là bé tí mà cây lê ấy. Cây mận thì nó to rồi, cành của nó rồi. Ui, cũng ra hết cả tia lửa rồi. Thôi đi về nhà đi Hiếu. Có rồi. Đây, cái này lên rồi. Cái gì ấy? Cái lên này lên rồi. Đâu? À, có mấy cái này lên. Có mấy cái này có lá trước. À, có mấy cái này lên thôi nhỉ. Một cái này thì phải cẩn thận nhá. Chỗ này thì gần đường quá đấy. Gần đường quá là sợ là sau này nó lên lên như này sợ là trâu nó về bẻ cái thì Hiếu là không được bẻ ấy, Hiếu nhá. Đấy, bé Hiếu thì trời hôm nọ đào nó hơi dốc ấy nhỉ. Hôm trước là bây giờ đợi trừ mưa xong rồi. Trừ mưa lấy mấy cái bé này ra nó đi lấy mất cục kia. Đấy, đi về đi Hiếu. Đi về đi. Đấy, nhanh đi về đi. À, mấy anh em lên trên này một chút thôi là trời cũng đã tối hẳn rồi đấy. Đấy, đi cẩn thận nhá Hiếu nhá, đi cẩn thận nhá. Bay được, bay đấy. Bay được. Đấy, đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Ngồi thêm mà một chút thôi là trời cũng khá là tối rồi nhưng mà Quân là vẫn còn làm hết cái công việc ở ngoài đã xong thì mới về. Cái này thì chặt đi để cho làm gì? Bây giờ chặt nó mọc lại nó mới có quả. Nó mới có quả đúng không? Không để nó cao quá đúng không? Cái này thì được tầm bao nhiêu năm tuổi rồi? To quá rồi. Cái này cũng được lâu rồi. Được lâu rồi à?
Cái này không phải là cây đực đâu nhỉ? Vâng, đây là cây cải. Nó mới có quả nhiều đấy, cháu được nhìn thấy là cái góc của nó cũng khá là to rồi cô bác ấy. Có góc của nó ấy, được à. Nát không ăn, không ăn. Nó to cái đâu này. Sao nát thỏa mà có phải hiểu. Như lợn đã cho ăn hết rồi chứ, bà ở nhà cho ăn hết rồi đúng không? Đây là để đun nước để uống chứ. Cơm thì bà nó xong chín hết rồi đúng không? Quần là làm hùng hục là từ bên ngoài cho đến phần cả trong nhà nữa. Vẫn còn chưa hết việc nhỉ. Đến lúc mà mất gà thì làm sao mà biết là mất gà? Vẫn kêu nhưng mà đuổi không kịp thôi. Hả? Vẫn nó bắt con gà kêu nhưng mà đuổi không kịp. Nó bắt gà đi nhưng mà đuổi nó không kịp. Đó. Là vẫn thấy nó là bắt á? Ờ, nhưng mà không thấy mặt. Không thấy mặt. Ờ. Đến buổi đêm thì làm sao mà nhìn thấy mặt là kẻ trộm được? Đó. Cái trộm mất là ba con hai con ấy vừa rồi bảo ấy. Ba con gà. À. Chắc là ba con gà lớn đấy nhở. À. Thì chắc là họ cũng cần tiền hay sao ấy. Độ tầm mấy giờ là mất được gà? Khuya tầm 12 giờ. 12 giờ đêm á? Rồi. Những gà nhà Quân là không để làm chuồng à? Có vẫn làm nhưng mà nó một con đi một nơi. Con đi một nơi. Ôi, lấy ghế cho chú một cái. Chú. Ghế đâu. Bé Hiếu thì có vẻ như là khá là đôi lúc thì về cái khoản là lấy ghế này thì rất là nhanh cô bác ạ. Cứ bảo lấy ghế cái là chạy xong một sọc luôn. Đấy, thấy anh Quân là đi làm cả ngày là không nhìn thấy mặt là về là quấn quýt. Quân là những lúc mà mình đi đâu ấy cầm theo điện thoại ấy, thì là những cái túi mà hôm nọ là các bác gửi cho ấy, hôm nọ là hai chị Nguyệt Thúy gửi cho ấy. Hay lấy túi đấy mà đeo để mà đi làm. Hôm nọ thì em kể với anh rằng là nếu mà mình đi làm mới đeo túi đi thì sợ rằng là mình để quên túi, hay là sợ là để lúc nào đó người ta mới trộm cả túi đi đúng không? Đấy, thành ra là em mới sợ là không có dám cầm theo điện thoại. Bé Hiếu thì cầm vở lên mà đọc với cô bác nhưng mà không có đọc ra được câu gì hết cả. Đấy, có lẽ là trời bây giờ cũng khá là tối rồi, chắc là anh cũng xin phép là anh đi về thôi. Đấy, cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin kết thúc ở đây thôi cô bác. Hôm nay thì lên với Quân thì Quân nói rằng là bị mất gà đấy. Chứ không... bây giờ thì nếu mà mình có cái biện pháp nào mà để mà làm không, làm chuồng không? Có. Không thì mà làm chuồng để cho nhốt gà lại. Chứ không là lại bị trộm mất thì không lọ. Đèn pin thì có không? Có đèn pin không? Có. Đèn pin thì có đúng không? Ừ. Nhưng mà hôm tối đấy là đổi không kịp cái trộm mà. Không. Thế 12 giờ là đến lúc đấy là em vẫn biết là trộm nó vào rồi. Nó bắt gà thì đến lúc đấy gà mới kêu thì nhà mình thức dậy à? Đây là
như bọn em là ngủ sớm đến 12 giờ là cũng không ngủ được mấy, nhưng mà đến 4 giờ lại phải dậy sớm đi làm. Cái mùa này thì sáng rất là sớm. Bây giờ đến mùa nắng nữa thì là 4 giờ đi làm đến tầm 9 giờ là vừa nắng nóng là được nghỉ về nhà. Thế là mình đi làm cho người ta cũng thế, hay là chỉ làm nguyên nhà mình thôi? Đi đâu làm cũng thế. Chứ là bọn em cũng không muốn ngủ sớm nữa. Đấy, có lẽ là chắc là cháu Lực cũng xin phải là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Có lẽ là hôm nay cháu Lực chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.